Tiểu đường nếu như mà không khắc phục một cách kịp thời thì nó có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm, chẳng hạn như mù lòa, loét bàn chân, suy tim, suy thận. Tuy nhiên thì hiện nay có rất là nhiều các cô bác, thậm chí là nhiều bạn trẻ chúng ta cũng bị tiểu đường mà không hề hay biết, do chúng ta cứ nghĩ là mình rất là khỏe và không chú ý tới những cái biểu hiện bất thường phát ra từ cơ thể của mình. Hãy xem là các cô bác anh chị chúng ta có những cái dấu hiệu mà dì sẽ Lan kể ra trong video này không, để chúng ta điều trị một cách kịp thời và tránh các biến chứng nguy hiểm nhé. Nếu như mà các cô bác bị tiểu đường thì chúng ta có thể xuất hiện những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng sau đây. Đầu tiên đó là hay đói và mệt mỏi thường xuyên. Cơ thể của chúng ta chuyển đổi những cái thực phẩm ăn vào thành đường glucose cung cấp năng lượng cho các tế bào. Tuy nhiên để các tế bào hấp thụ được cái glucose đó thì cần phải có thêm một cái nữa, đó chính là cái insulin. Nếu như mà cơ thể của chúng ta không sản xuất đủ insulin hoặc những cái tế bào trong cơ thể kháng với cái loại insulin do cơ thể sản xuất ra thì lúc đó cái đường glucose nó cứ ở bên trong máu, nó không hấp thụ được vào bên trong các tế bào để tạo ra năng lượng. Vì vậy nên là các tế bào của chúng ta nó sẽ bị đói, nó thiếu năng lượng. Lúc đó thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy cái dấu hiệu đó là bị đói và mệt mỏi thường xuyên. Thứ hai, đi tiểu nhiều hơn và luôn cảm thấy khát. Trung bình một người bình thường có thể đi tiểu khoảng từ 4 cho tới 7 lần trong một ngày. Nhưng đối với những người mà chúng ta đang bị tiểu đường ấy thì cái số lần mà chúng ta đi tiểu trong ngày nó thường sẽ nhiều hơn. Lý do ở đây đó là do khi mà các cô bác chúng ta bị tiểu đường ấy thì nó sẽ khiến cho cái lượng đường trong máu nó tăng lên rất là cao và cơ thể nó sẽ phải tìm cách để nó loại bỏ bớt cái lượng đường dư thừa trong máu. Thận của chúng ta nó sẽ hoạt động mạnh hơn, do đó chúng ta sẽ đi tiểu nhiều hơn. Và khi mà các cô bác chúng ta đi tiểu quá nhiều lần thì lúc đó chúng ta sẽ bị mất nước và ngược lại chúng ta sẽ có cái cảm giác là khát nước nhiều hơn. Khi đó càng uống nhiều nước vào thì lại càng đi tiểu nhiều lại càng khát nhiều, nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn. Dấu hiệu thứ ba đó là miệng khô và ngứa da. Da ngứa thì đây chính là kết quả của việc da của chúng ta bị khô, cơ thể không đủ nước vì mất ra ngoài do đi tiểu quá nhiều lần. Ngoài khô da, ngứa da thì mất nước nó cũng khiến cho các cô bác cảm thấy là chúng ta rất khô miệng. Dấu hiệu thứ tư đó là thị lực của chúng ta đột nhiên bị suy giảm, chúng ta sẽ nhìn mờ hơn. Khi mà cái lượng đường trong máu tăng cao thì nó có thể khiến cho thủy tinh thể sưng lên, thay đổi hình thái, khiến cho mắt của chúng ta mất cái khả năng tập trung. Và hậu quả đó là các cô bác sẽ cảm thấy là mình nhìn nó rất là mờ, thị lực của mình càng ngày nó càng giảm sút đi một cách nhanh chóng. Dấu hiệu thứ năm đó là vết thương rất khó lành. Lượng đường trong máu cao thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng lưu thông máu trong cơ thể, gây tổn hại tới thần kinh và nó khiến cho cơ thể của chúng ta khó khăn hơn trong việc tự chữa lành những cái vết thương. Dấu hiệu thứ sáu đó là một số cô bác có thể chúng ta bị sụt cân mà không rõ nguyên nhân. Nếu như mà chúng ta đang thừa cân béo phì, đang áp dụng các cái biện pháp ăn uống, tập luyện để giảm cân và chúng ta giảm cân được thì đây là một cái việc mà rất đáng chúc mừng. Nhưng nếu như mà các cô bác chúng ta không làm gì cả, cái chế độ ăn uống tập luyện của chúng ta vẫn thế, nhưng đột nhiên chúng ta giảm từ 4 cho tới 5kg liền thì lúc đó các cô bác cần phải là chú ý. Bởi vì cái biểu hiện này cũng là một trong số những cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta đang bị tiểu đường. Lý do là vì ở những người bị tiểu đường ấy thì tế bào không thể sử dụng glucose một cách bình thường, nên luôn trong cái tình trạng đó là bị thiếu năng lượng dù mức đường trong máu rất cao. Và lúc này thì cơ thể của chúng ta buộc phải đốt cháy những cái chất béo, cả cơ bắp để lấy năng lượng, từ đó gây sụt giảm cân một cách nhanh chóng. Dấu hiệu thứ 7 đó là chúng ta sẽ dễ bị nhiễm trùng và nhiễm nấm. Cả nam và nữ khi mà chúng ta mắc bệnh tiểu đường thì đều có nguy cơ chúng ta mắc phải cái bệnh liên quan tới nhiễm trùng nấm men. Nấm men ăn glucose, vì vậy chúng sẽ phát triển một cách nhanh chóng ở những người mà chúng ta có mức đường cao. Nhiễm trùng có thể xảy ra ở những cái bộ phận có lớp gấp nhờ hai cái yếu tố đó là ấm và ẩm. Như là ở rãnh những cái ngón tay của chúng ta này, rãnh ngón chân, ở dưới ngực, trong hoặc là xung quanh cái cơ quan sinh dục của chúng ta chẳng hạn. Và thứ 8 đó là tê chân. Cái cảm giác tê ở các chi trong cơ thể của chúng ta cũng có thể là một cái dấu hiệu, một cái tín hiệu cảnh báo là các cô bác có thể đã đang bị tiểu đường. Ban đầu thì chúng ta có thể là tê ở cái phần chân thôi, sau đó thì nó có thể lan sang cả tay. Và điều này đó là do tổn thương thần kinh gây ra bởi bệnh tiểu đường. Thì đó chính là những cái biểu hiện của cái bệnh tiểu đường mà các cô bác chúng ta có thể nhận biết. Dì Sĩ Lan sẽ nhắc lại để các cô bác chúng ta dễ nhớ hơn nhé. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ cảm thấy rất đói và mệt mỏi thường xuyên. Thứ hai đó là đi tiểu nhiều hơn và luôn cảm thấy khát. Thứ ba đó là cảm giác miệng rất là khô và hay ngứa da. Thứ tư đó là mắt của chúng ta nhìn mờ hơn, cái thị lực đột nhiên nó bị suy giảm nhanh chóng. Thứ năm đó là chúng ta có những cái vết thương và nó rất lâu lành. Thứ sáu đó là sụt cân mà không rõ nguyên nhân. Thứ bảy đó là dễ bị nhiễm trùng và nhiễm nấm.
Và thứ 8 đó là chúng ta dễ bị tê bì chân tay hơn. Các cô bác hãy xem là mình có những cái dấu hiệu mà Dì Xuân An vừa kể ra hay không nhé. Và cô bác nào mà chúng ta đang bị tiền tiểu đường rồi hay chúng ta đang bị tiểu đường rồi thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái viên uống tiểu đường nhập khẩu chính hãng này của Nhật, nó rất là hiệu quả. Trong cái loại viên uống này thì nó sẽ có chứa cái thành phần đó là inulin, nó sẽ tham gia chuyển hóa tạo ra năng lượng thay thế cho đường glucose mà không cần tới vai trò của insulin. Chúng còn có khả năng giúp làm giảm tình trạng kháng insulin, thúc đẩy cơ thể của chúng ta tăng tiết thêm insulin bằng cách đó là tăng tiết hormone GLP-1 và giúp làm giảm cái lượng đường trong máu ở những người mà chúng ta đang mắc cái bệnh tiểu đường type 2. Đặc biệt, trong cái loại viên uống này thì nó còn có thêm là cái chiết xuất dâu tằm, chiết xuất dây thiều canh, chiết xuất đậu hải quân và nó đều có tác dụng là giúp làm giảm cái lượng đường trong máu, giúp ổn định cái đường huyết cho các cô bác rất là tốt. Ngoài ra thì nó còn có chứa thêm là cái chất xơ hòa tan, nó giúp bổ sung thêm cái chất xơ trong chế độ ăn, giúp làm giảm hấp thụ glucose vào bên trong máu, nên nó sẽ giúp cho cái đường huyết của các cô bác không bị tăng vọt sau khi ăn. Nếu các cô bác mà chúng ta đang bị tiền tiểu đường thì khi mà chúng ta sử dụng đều đặn, cái chỉ số đường huyết của các cô bác nó có thể trở về cái mức bình thường và không lo chúng ta bị tiểu đường nữa. Còn nếu như mà các cô bác nào mà chúng ta đang bị tiểu đường rồi thì khi mà các cô bác sử dụng cái loại viên uống này một cách đều đặn thì chỉ số đường huyết của chúng ta sẽ ổn định dần, nó giúp làm giảm những cái biến chứng của tiểu đường chẳng hạn như mù lòa, suy tim, suy thận, loét bàn chân. Ngoài ra thì khi mà cái đường huyết của chúng ta mà nó ổn định hơn rồi thì lúc đó các cô bác sẽ không cần phải tăng thêm cái liều thuốc tây, nên nó sẽ đỡ hại gan hại thận cho mình hơn. Cô bác anh chị nào mà chúng ta cần sử dụng thì có thể nhắn tin cho Dì Xuân An hoặc gọi điện qua số điện thoại đó là 0988 947 188 để được Dì Xuân An tư vấn cụ thể hơn về cách sử dụng, làm sao chúng ta đạt được cái hiệu quả cao nhất nhé. Hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Dì Xuân An khỏe hơn, vui hơn mỗi ngày. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dì Xuân An ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Dì Xuân An ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của Dì Xuân An ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.